Cô chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ điểm Em đã lớn hơn, bài 2, thời gian biểu. Phần vận dụng 1. Đọc một truyện về trẻ em. A. Chia sẻ về truyện đã đọc. B. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. Chó sói và cậu bé chân cừu. Cậu bé nọ sống cùng cha trong một ngôi làng. Công việc của cậu là chăn bầy cừu giúp cha mình. Hằng ngày, cậu đưa bầy cừu lên sườn đồi để chúng gặm cỏ. Chiều đến, lại lùa cừu về. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại nên cậu không mấy vui vẻ. Một ngày nọ, cậu nảy ra ý tưởng trêu đùa mọi người và liền hét to lên: "Sói, sói, có chó sói." Tiếng la ấy làm kinh động đến những người trong làng, và họ liền đổ xô chạy ra để đuổi bọn sói. Khi đến nơi, mọi người mới vỡ lẽ rằng chẳng có con sói nào cả. Biết mình bị lừa, mọi người ai nấy trở về nhà trong sự bực dọc. Nhưng rồi, điều không may đã xảy ra với cậu bé kia, khi bỗng một ngày, lũ sói từ đâu xuất hiện và tấn công đàn cừu. Cậu bé kêu cứu nhưng không một ai đáp lại. Bởi lẽ, mọi người nghĩ rằng hẳn đây là một trò đùa tai quái của cậu, nên chẳng ai bận tâm. Kết cuộc là cậu bé ấy đành bất lực, chứng kiến bầy cừu trở thành bữa ăn của đàn sói hoang tàn độc. Bài học rút ra được là gì? Nói dối là không tốt và sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Các em hãy học tập tính trung thực và ngay thẳng trong bất kỳ trường hợp nào thì mới được mọi người yêu quý và giúp đỡ. Sau khi đọc xong truyện, em hãy viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. Tên truyện này là gì? Trong truyện có những nhân vật nào? Bài học rút ra được là gì? Em viết và chia sẻ với bố mẹ, anh chị của mình nhé. Chơi trò chơi mỗi người một vẽ, nghe đặc điểm, đoán tên bạn. Em dựa vào đặc điểm các bạn trong lớp em để chơi trò chơi và đoán. Cô gợi ý nhé. Ví dụ, bạn nữ cao cao, có mái tóc đen dài, đôi mắt to. Em đoán là bạn Lan. Bạn nam cao to, chơi bóng giỏi, chăm học, đeo kính cận. Em đoán bạn Tuấn Anh. Bạn nữ thấp, bé bé, tóc xoăn, đeo kính hồng. Em đoán là bạn Ngọc. Bạn nam cao, gầy, da ngăm, không đeo kính, hôm nay mặc áo trắng. Em đoán là bạn Minh. Dựa vào những đặc điểm đó, chúng ta có thể đưa ra câu hỏi và câu trả lời. Qua trò chơi này, các em sẽ nắm được đặc điểm các bạn trong lớp, gắn kết tình bạn chúng ta lại với nhau và có những trò chơi thật vui, thật bổ ích trong những giờ học. Qua tiết học ngày hôm nay, cô hy vọng các em sẽ rèn luyện được thói quen đọc sách, đọc và tăng thêm vốn từ của mình. Tiết học đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.